Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát. Nam mô đại bi nội tự phật bồ tát. Nam mô đại bi nội tự phật bồ tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đại la ni. Nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ gia. Nam mô a di đà bà lợi cư đế thủ đắc ra gia. Bồ đề tất đỏ bài gia ma ha tất đỏ bài gia ma ha ca lô ni ca gia. Các bạn đọc Phật về sổ đất ha đất đỏ. Nam mô tất thiết lực đỏ hình mong ngoài lì gia bà lô cứu đế tất Phật ca lăng đà bà. Nam mô na ra cần trầy thôi đầy ma ha bằng đại sao mấy tất bà thao đầu du bằng ai thầy dân tất đỏ tất ma bà dạ ma Phật đất đầu tất đi tha nga bà lô hê lô ca lê ca la đế di hê rê ma ha. Bồ đề tất đỏ tất bà tất bà ma ra ma hê ma hê đi đại dân câu lô thiết mong đổ lô Phật xà gia đế ma ha Phật xà gia đế đà ra ra đề rê đi tất Phật ra gia gia ra gia ra mà Phật phải ra một cái lợi gì hay hay thân na tất na ra xong Phật phải sẽ lại Phật ra lục xong Phật ra sẽ giàu rồi mà ra hậu đó thì đầy ta ra tất đầy tốt bồ đề giao bồ đề giao bồ đề giao bồ đề giao dưới đấy thì giả na ra tận thể để sắc hay na bà giả ma na ta bà ha tất đại giả ta bà ha tất đại vô nghệ thất bà đại giả ta bà ha ma ra ra ta bà ha tất đại tăng ngã một cái giả ta bà ha đạo phạm ma tất đại giả ta bà ha giả kiết ra tất đại giả ta bà ha ba đạo ma tất đại giả ta bà ha. Nam mô hắc ra la na ra giả gia. Nam mô a di đà bà lô cứ đấy thất bạn đại giả ta bà ha ăn tắc điện đô mạng đa đa bậc đại giả ta bà ha. Ăn tắc điện đô mạng đa đa bậc đại giả ta bà ha. Ăn tắc điện đô mạng đa đa bậc đại giả ta bà ha. Ăn tắc điện đô mạng đa đa bậc đại giả ta bà ha. Ăn tắc điện đô mạng đa đa bậc đại giả ta bà ha. Ăn tắc điện đô mạng đa đa bậc đại giả ta bà ha. Ăn tắc điện đô mạng đa đa bậc đại giả ta bà ha. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát. Nguyện cho quốc thái dân an vui thịnh giáo hòa. Nguyện xin đức quán thế âm bồ tát đền thờ sẽ xét xin từ bi gia hộ bao phước lành độ cho con có duyên lành. Con cũng xin đọc hàng ngày điều về đúng ngày đúng giờ cho bà con cô bác trên kênh của con trên kênh thành công trường an lạc gia đạo được bình an làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi tai qua nạn khỏi nguyện cầu cho quốc thái dân an vui thịnh giáo hòa. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát. Nam mô đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát. Quan thế âm bồ tát ma ha tát. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ma ha tát. Nam mô A Di Đà Phật. Mến chào tất cả bà con cô bác anh chị em xem kênh Thành Tài Giải Trí cũng như xem kênh Giác Lợi Vlog. Hôm nay Giác Lợi có duyên lành Giác Lợi về miếu Giác Lợi phụng sự Tam Bảo, châm dầu, đốt đèn, rót nước, thắp nén tâm hương, cũng nguyện xin ban phước lành cho đến cho tất cả bà con cô bác anh chị em ở trên kênh. Nguyện xin cho bà con ai cũng được cái lộc may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Giác Lợi cũng với lòng thành kính phụng sự Tam Bảo từ hồi nãy giờ 5 giờ tới giờ. Giác Lợi phụng sự hồi 5 giờ tới giờ thì Giác Lợi nguyện xin cho bà con ai cũng được cái lộc ha, biết đâu đó cái phước đức nhân duyên. Với lòng thành kính của Giác Lợi cũng nguyện với bà xin cái lộc cho tất cả bà con cô bác anh chị em ở trên kênh. Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ Đức Mẹ Phật Bà Nam Mẹ Ngũ Hành. Con cúi đầu đảnh lễ các vị Long Thần Long Thiên Hồ Miếu. Nam mô A Di Đà Phật. Con thành tâm nguyện xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà Nam Mẹ Ngũ Hành, nguyện xin đền trời soi xét xin ban phước lành, xin nguyện độ cho Nguyễn Mai Hiền sinh 1980, Phùng Thị Tươi sinh 1975, Lê Thị Thúy Nga sinh 1976, Vương Thị Xuân 57 tuổi, Đỗ Thị Cẩm Nhung, Pháp Danh Ngọc Nhung 62 tuổi, tai qua nạn khỏi bệnh chướng tiêu trừ, và tất cả bà con cô bác trên kênh của con xem kênh thân tâm thường an lạc gia đạo luôn được bình an làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện cầu ban phước lành cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con xem kênh, ai bị tâm tai phạm tới tới, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con Pháp Danh Nguyên Dụ Pháp Tự Giác Lợi, mùng 1 số mai, mùng 2 đầu tháng, con nguyện xin bước qua tháng mới, tai qua nạn khỏi bệnh chướng tiêu trừ. Con nguyện thành tâm nguyện niệm một biến bát nhã tâm kinh. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức hồi hướng cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con.
Nam mô A Di Đà Phật Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tại Chữ Kiến Ngụ Quẩn Như Không Độ Nhất Thiết Cổ Ách Sa Lợi Tử Sắc Quốc Vị Không Không Quốc Vị Sắc Sắc Tức Thì Không Không Tức Thì Sắc Tọa Tưởng Hành Tức Diệt Phục Như Thị Sa Lợi Tử Thì Chư Pháp Không Tướng Bất Sanh Bất Diệt Bất Cấu Bất Tịnh Bất Tăng Bất Giảm Thị Có Không Tung Vô Sắc Vô Tọa Tưởng Hành Tức Vô Nhãn Vị Thị Thiệt Thân Ý Vô Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp Vô Nhãn Giới Nại Trí Vô Ý Thức Giới Vô Vô Minh Diệt Vô Vô Minh Tận Nại Trí Vô Lậu Tử Diệt Vô Lậu Tử Tận Vô Phổ Tập Diệt Đạo Vô Trí Diệt Vô Đắc Chỉ Vô Sở Đắc Cố Bồ Đề Đắc Đó Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Có Tâm Vô Quái Ngại Vô Quái Ngại Cố Vô Hồi Cũng Bố Diễn Ly Điên Đạo Mộng Tượng Cố Cánh Niết Bàn Tầm Thấy Chư Phật Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Đắc A Nâu Đa La Tâm Biểu Tam Bồ Đề Cụ tri Bát Nhã Ba La Mật Đa Thị Đại Thần Chú Thị Đại Minh Chú Thị Vô Thượng Chú Thị Vô Đẳng Đẳng Chú Năng Tượng Nhất Thiết Cổ Ách Chân Thiệt Bất Hư Chú Thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Thức Thiết Chú Viết Yết Đê Đê Bà La Yết Đê Bà La Tăng Yết Đê Bồ Đề Tát Bà Hai Yết Đê Đê Bà La Yết Đê Bà La Tăng Yết Đê Bồ Đề Tát Bà Hai Yết Đê Đê Bà La Yết Đê Bà La Tăng Yết Đê Bồ Đề Tát Bà Hai Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha A Di Đi Đô Bà Tỳ A Di Đi Đa Tất Đa Bà Tỳ A Di Đi Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đi Đa Tỳ Ca Lăng Đa Già A Di Đi Già Già Na Chí Đa Ca Lại Ta Bà Hà Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha A Di Đi Đô Bà Tỳ A Di Đà Tất Đa Bà Tỳ A Di Đà Tỳ Ca Lăng Đa A Di Đà Tỳ Ca Lăng Đa Già A Di Đà Già Già Na Chí Đa Ca Lợi Ta Bà Hà Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Na Già Đa Địa Già Tha A Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Tất Đa Bà Tỳ A Di Đà Tỳ Ca Lăng Đa A Di Đà Tỳ Ca Lăng Đa Già A Di Đà Già Già Na Chí Đa Ca Lợi Ta Bà Hà Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Na Già Đa Địa Già Tha A Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Tất Đa Bà Tỳ A Di Đà Tất Đa Ca Lăng Đế A Di Đà Tất Đa Ca Lăng Đa Già A Di Đà Già Già Na Chí Đa Ca Lợi Ta Bà Hà Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Na Già Đa Địa Già Tha A Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Tất Đa Bà Tỳ A Di Đà Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Tỳ Ca Lăng Đa Già A Di Đà Già Na Chí Đa Ca Lại Ta Bà Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha A Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Tất Đa Bà Tỳ A Di Đà Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Tỳ Ca Lăng Đa Già A Di Đà Già Na Chí Đa Ca Lại Ta Bà Ha Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha A Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Tất Đa Bà Tỳ A Di Đà Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Tỳ Ca Lăng Đa Già A Di Đà Già Na Chí Đa Ca Lại Ta Bà Ha Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha A Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Tất Đa Bà Tỳ A Di Đà Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Tỳ Ca Lăng Đa Già A Di Đà Già Na Chí Đa Ca Lại Ta Bà Ha Nam Mô A Di Đà Phật con pháp danh nguyên vũ pháp tự giác lợi cúi đầu đảnh lễ đức thánh mẫu đức phật bà năm mẹ ngũ hành nguyện xin đàn tờ soi xét xin từ bi gia hộ ban phước lành cho con pháp danh nguyên vũ pháp tự giác lợi nguyện xin ban cho con một thể xăm may mắn một thể xăm cầu được cái lộc may mắn ngày thứ hai đầu tuần ngày 4 tháng 11 nhằm ngày mùng 4 tháng 10 âm lịch năm 2024 nguyện xin ban cho một thể xăm may mắn một thể xăm cầu được tài cả lộc về trúng ngày trúng giờ để cho bà con cô bác trên kênh của con tham khảo mua tờ giấy số ngày thứ hai đầu tuần nguyện xin ban phước lành cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con một thể xăm tốt một thể xăm ngày thứ hai đầu tuần Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật số thầy xăm dương luôn số thầy xăm dương luôn nhắc lại quay vào trong nhắc lại trình lễ nha Nam Mô A Di Đà Phật con cúi đầu đảnh lễ đức thánh mẫu đức phật bà năm mẹ ngũ hành nguyện xin đức thánh mẫu đức phật bà năm mẹ ngũ hành độ cho số thầy xăm này có được cái lộc lớn ngày thứ hai đầu tuần trùng khớp với đại thành phố Đồng Tháp Cà Mau trung có miền Bắc miền Trung nguyện xin độ ban phước lành cho bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc Nam Mô A Di Đà Phật cúi xin đức thánh mẫu đức phật bà cúi xin năm mẹ ngũ hành đèn trời soi xét xin ban phước lành cho ngày đầu tuần được nhiều niềm vui an lạc số tài xăm may mắn về trùng khớp với tất cả các công ty sổ số khuyến thiết cho bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc ngày thứ hai đầu tuần Nam Mô A Di Đà Phật con thành tâm đón nhận số tài xăm là 33 233 nhất lợi để vào trong bát hương ha nhất lợi để vào trong bát hương trình bà nha
Rồi dặt lại nguyện với bà, dặt lại xin chư thần, chư thánh, chư vị thần linh cho bà con một thể sống nữa. Nam mô A Di Đà Phật, con cũng nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà độ cho số đại sâm 233 có cái lọc ngày thứ hai đầu tuần, cho con xuống dưới bàn thổ công. Con xin chư vị thần linh, ông bà tuân gia vinh tướng của bà thêm một thể sâm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, con cúi đầu đảnh lễ ông bà chư thần, chư thánh, chư vị thần linh, ngài thần hoàng bốn cảnh cùng các vị tôn thần, các vị thổ thần, ngũ phương ngũ thổ, ông thần địa, ông thần tài, ông thần bậc đại, ông thần người hữu người lớn, với lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ nguyện xin ông bà chư thần, chư thánh, chư vị thần linh, chư ông bà sơn thần thụ địa, ông bà binh gia binh tướng của bà độ ban cho một thể sâm ngày thứ hai đầu tuần, ngày mùng 4 tháng 11 nhằm ngày mùng 4 tháng 10 miền Nam có đài thành phố Đồng Tháp, Cà Mau, đi có miền Bắc, miền Trung, xin cho con xin một thể sâm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, số thầy sâm dương luôn. Thầy dắt lại xin số thầy sâm dương. Và đây là số thầy sâm con cũng quay vào trong con trình lễ. Con nguyện xin ông bà, chư thần, chư thánh, chư vị thần linh, nguyện xin đàn trời sâu sát xin độ cho số thầy sâm này cầu được cái lộc lớn ngày thứ hai đầu tuần, trùng khớp với tất cả các công ty sổ số kiến thiết về đầu, về đặc biệt, về trong lô, để cho bà con cô bác trên kênh của con được cái lộc ngày thứ hai đầu tuần. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là số thẻ sâm con cũng thành tâm nguyện xin trình lễ, xin ban phước lành cho. Nam mô A Di Đà Phật. Số thẻ sâm là số 29. 229 nha bà con ha. 229 ha. 229. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng vừa xin được số thẻ sâm 29, con cũng trình lễ Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, xin bà năm mẹ ngũ hành độ cho. Số thẻ sâm là 29 và 33, cặp lộc 29 33 này có được cái lộc lớn 29 với 33. Độ cho có cặp lộc lớn này về thứ hai đầu tuần ngày mùng 4 tháng 11 dòng ngày mùng 4 tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn. Con cũng xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà độ cho. Bà con cô bác anh chị em nhớ ha. 29 với 33 sâm dương không nha. Hôm nay giác lợi xin sâm dương không 29 với 33. Thì anh chị em nào hợp thì tìm mua tờ giấy số ha, 29 với 33. Nam mô A Di Đà Phật. Giác lợi cũng nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đầu từng Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà độ cho có cái lộc lớn, để cho bà con cô bác anh chị em ở trên kênh có được cái lộc ngày thứ hai đầu tuần 29 với 33, cặp lộc lớn. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà độ ban phước lành đến cho tất cả bà con cô bác trên kênh. Xin chân thành cảm ơn tất cả bà con cô bác anh chị em đã ủng hộ kênh trong thời gian qua và xin tiếp tục ủng hộ kênh trong thời gian tới nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả bà con cô bác anh chị em. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.